Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức của cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 34 thực hành và trải nghiệm các đơn vị là ml, mm, độ C, gam, tiết số 2. Bài số 1. Đọc số đo nhiệt độ ở mẫu nhiệt kế sau rồi viết kết quả vào chỗ chấm. Đây là cái nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ. Đây người ta họ cho cái vạch này là đây là 30, 20, 10, 0. Đây là 10, 20, 30, 40, 50. Rồi tại sao chỗ này là người ta họ chia ra làm cái phần xanh và cái phần đen. Cái phần xanh là từ đây lên đây là 0, 10, 20, 30, 40, 50. Rồi tại sao chỗ này là lại tự nhiên 30 là 20, 10. Đây, cái phần mà từ đen đen nè, phần xuống dưới nó là cái phần âm, gọi là chẳng hạn như là âm 5, âm 10, 15, âm 20, âm 25, âm 30 độ C. Còn này là dương là 5, 10 độ C, 15 độ C, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 45, 50 độ C. Đó, cho nên cái nhiệt kế này nó có phần âm và phần dương. Phần âm có nghĩa là cái nhiệt độ mà chẳng hạn như là những cái nước mà tới mùa đông á, người ta hay nói là âm 3 độ C hay là âm 10 độ C á, thì đây cái này được. Khi mà chẳng hạn nó âm đó, cái mực thủy ngân này này nó sẽ tụt xuống dưới này, được không? Cái hiện tại là cái này nó đang ở là 40 độ C. Rồi cái này là đang ở là 0 độ C. Con này đang ở là đây là lẻ này. Đây là 35, 35 đúng không? 35, 36, 37, 38. Đây là 38 độ C. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Nối mẫu vật với cân nặng thích hợp trong thực tế. Trong này chúng ta sẽ có là ba cái đồ vật. Thứ nhất là chiếc xe đạp, cái máy tính, cây bút máy. Xe đạp nó tầm khoảng cỡ là 20 kg, máy tính nó tầm khoảng cỡ 2 kg, và cây bút máy này nó là khoảng cỡ là 20 g. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Câu A này là cái ca này là đựng là 500 ml, cái này là đựng là 200 ml, cái này là 300 ml, còn này là câu D này là 150 ml. Cái ca nào là đựng nhiều nước nhất đây? Như vậy là đây cái ca A này là tới 500. Hai ca này ca nào và ca nào là đựng tất cả là 500 ml, như vậy là hai cái này cộng lại, được không? B và C thì cộng lại thì chúng ta sẽ được là 500. Ca A đựng nhiều hơn ca D là bao nhiêu? A đây, D đây. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 500. Chúng ta sẽ trừ cho 150 thì chúng ta sẽ được là 350. Chúng ta qua tiếp theo câu số 4. Dùng hai cái ca loại là 250 ml và 100 ml, hãy tìm cách lấy ra được đúng 50 ml nước từ chậu nước. Như là hai cái ca, như là loại là 250 và 100, lấy ra là đúng 50. Như vậy bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đông cái ca này, cái ca này là 250 này, 250. Chúng ta đông đầy vào, rồi chúng ta sẽ rốt qua đây. Chúng ta sẽ rốt qua đây, cái này là 100, được không? Rồi chúng ta rốt qua đây thì chúng ta sẽ còn trong này là 150, được không? 150. Rồi bây giờ rốt qua đây rồi cái này thì chúng ta sẽ đổ bỏ đi, được không? Hoặc chúng ta sẽ đổ ngược vào cái loại gì đó, đừng có đổ vào đây. Rồi tiếp theo cái lần 1, đây là cái lần là lần thứ nhất. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái lần thứ hai. Thứ hai thì chúng ta sẽ đây lần thứ hai thì chúng ta cũng bỏ vô đây 100 ml, rồi sau đó thì chúng ta lấy ra. Rồi trong này chúng ta sẽ còn lại là bao nhiêu đây? 150, ta lấy thêm 100 nữa, như vậy còn lại là 50. Đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu là lấy đầy K 250 ml. Tiếp theo đổ nước từ K 250 ml sang K loại 100 ml. Rồi tiếp theo rồi lấy đổ bỏ này đi. Đổ bỏ này đi. Rồi làm tiếp lần thứ hai. Lúc này trong K 250 ml còn lại 50 ml. À, có nghĩa là chúng ta sẽ có là 250 ml này trừ cho 100 ml này, rồi trừ tiếp cho 100 nữa, chúng ta đũa hai lần còn lại là 5 ml. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em tốt.